Ba tâm hình này là minh chứng cho nỗi đau và sự mất mát mà người dân Quảng Bình đang phải gánh chịu trong cơn bão trà mi. Hình ảnh đầu tiên cho thấy một nhóm đông người dân tụ tập trên bờ sông, ánh mắt mờ mịt dõi theo chiếc thuyền cứu hộ. Có lẽ họ đang chờ đợi một phép màu, mong chờ tin tức an lành từ người thân, hay chỉ đơn giản là nương nhờ lòng kiên nhẫn trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Cơn mưa và dòng nước lũ không chỉ làm mờ đi cảnh vật mà dường như còn khiến hy vọng của những con người nơi đây trở nên mong manh bấp bênh hơn bao giờ hết tấm hình thứ hai và thứ ba tập trung vào một cảnh tượng đau lòng hơn lễ tang trên dòng nước lũ giữa biển nước mênh mông chiếc thuyền chở quan tài hoa và nén hương trở thành hình ảnh đau xót tượng trưng cho sự vĩnh biệt đầy bi thương trong cảnh thiên tai những vòng hoa trắng nén nhang và dí ảnh được bảo vệ bằng lớp bọc ni lông sơ xài giữa cơn mưa lũ như một lời nhắc nhở về sự bất lực và nỗi đau không thể nào nói thành lời. Những người đi đưa tiễn trong áo phao và áo mưa, khuôn mặt chịu nặng đau và sự bất lực là hình ảnh chạm đến trái tim của bất kỳ ai chứng kiến. Trong bối cảnh ngập lụt và mưa bão không ngớt, người dân Quảng Bình phải đối diện với những thử thách khắc nghiệt nhất. Họ không chỉ mất mát về tài sản mà còn phải chịu đựng nỗi đau mất người thân. Bão trà mi đến và cướp đi nhiều thứ, để lại những người dân chỉ còn biết dõi theo hy vọng và đau đớn trong lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ cầu mong cho những người đã mất được yên nghỉ và cho người sống sớm vượt qua cảnh ngặt nghèo này. Bài viết này không chỉ là một thông điệp về sự kiên cường của người dân Quảng Bình mà còn là lời nhắc nhở về tình người, về sự sẻ chia và đồng cảm. Mong rằng trong những lúc khó khăn nhất, sự đoàn kết và lòng từ bi sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.